Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện tướng môn độc hậu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. 218. Rời đi. Thẩm Diệu và Tạ Cảnh Hành cuối cùng cũng hòa thuận. Toàn bộ duệ thân vương phủ từ trên xuống dưới dường như cũng thở phào nhẹ nhõm. Cái được trong cái mất là không chỉ hai người họ hòa hảo, mà dường như mọi thứ bắt đầu từ một phòng ngủ. Chuyện này quả thực nằm ngoài dự tính của tất cả mọi người, đặc biệt là đường thúc, người vui mừng nhất, ngày ngày nấu cho tạ cảnh hành các loại tiên canh bổ dưỡng. Mỗi khi thẩm diệu nhìn thấy cũng chỉ biết cười cười. Tạ cảnh hành bắt đầu điều tra về gia đình Diệp, nhưng có một điều kỳ lạ là Diệp My và anh trai thực sự sinh trưởng tại Đại Lương, và trước đó cũng sống ở Khâm Châu, những điều này đều không có gì sai sót. Thẩm diệu cũng không hiểu rõ nguyên nhân. Cuối cùng chỉ có thể nghĩ rằng có lẽ do mình sống lại một đời đã vô tình thay đổi nhiều chuyện ví dụ như số phận của Phó Tu Nghi, thân phận của tỷ đệ mi phu nhân. Tuy nhiên, bất luận thay đổi thế nào, có một điều không bao giờ thay đổi, Diệp mi vẫn là kẻ thù của nàng từ kiếp trước, và kiếp này lại vào lá nhà. Vị trí đối thủ một mất một còn của họ không hề thay đổi. Bùi lang dần dần hồi phục, thẩm diệu đến thăm một lần, nhưng không vào nhà, chỉ đứng ngoài phòng nhìn thấy hắn có thể tự mình xuống giường uống thuốc, rồi rời đi đối với bùi lang thẩm diệu có cảm xúc phức tạp chỉ là bùi lang có lẽ không biết về kiếp trước còn nàng hiểu rõ nhưng không thể đối mặt với hắn bằng một tâm thái ôn hòa vì vậy nàng chỉ có thể duy trì khoảng cách như vậy tạ cảnh hành lại rất hài lòng với điều này nói nàng so với trước đây hiểu chuyện hơn nhiều và nhân cơ hội này tốt khen thưởng nàng giống như muốn bù đắp tất cả những gì chưa từng có trước đây thẩm diệu mấy ngày nay đều mệt mỏi không nhắc nổi tinh thần như bị nam quỷ hút hết dương khí tình hình lũng nghiệp có vẻ yên ổn nhưng bên trong vẫn tranh chấp không ngừng sau hoàng gia săn bắn vĩnh lạc đế bắt đầu đối phó với lư gia chuẩn bị thu lưới khiến lư gia phải nhanh chóng đối đầu với hoàng thất tạ cảnh hành cũng bận rộn hơn thẩm diệu cũng không thể nhàn rỗi vì nhận được thư từ minh tề la tuyết nhạn gửi thư nói rằng mọi thứ đều ổn dặn dò thẩm diệu nếu bị ủy khuất thì phải viết thư về và khuyên nàng đối xử tốt với Tạ Cảnh Hành, giúp đỡ lẫn nhau. Thẩm Khâu cũng viết thư, đề cập đến tình hình Minh Tề, nhắc Thẩm Diệu rằng phải cẩn trọng, tránh bị lôi kéo vào tranh chấp hoàng thất, nếu cần thiết thì bảo toàn tính mạng trước. Trong thư, Thẩm Khâu đề cập rằng Văn Huệ đế bệnh nặng, thậm chí không thể thượng triều, đôi khi tinh thần suy sụp. Có tin đồn rằng Văn Huệ đế không sống nổi một năm nữa. Thẩm Diệu không tin điều này, vì kiếp trước văn huệ đế không chết sớm như vậy và cái chết của văn huệ đế có thể có điều kỳ lạ thẩm khâu cũng nói rằng văn huệ đế làm khó từ hiền phi dáng nàng thành tài nhân và toàn bộ từ gia bị liên lụy chu vương và tĩnh vương bị ảnh hưởng không thể quản lý công việc triều đình và dường như đã thất sủng trong cuộc tranh đoạt ngôi vị trong khi đó ly vương lại hợp tác với định vương Ly Vương một phái cũng là một thế lực mạnh mẽ trong cuộc tranh đoạt ngôi báu. Định Vương Phó Tu Nghi trước kia không hề có quan hệ gì với họ, vậy mà bây giờ lại giao hảo, thật sự có điều gì đó không đúng. Điều làm người ta sinh nghi hơn nữa là Ly Vương dường như đã mơ hồ có ý hướng về Định Vương làm đầu. Viết đến đây, chữ của Thẩm Khâu trở nên ngoái ngó, hiển nhiên tâm trạng của hắn không bình tĩnh. Thẩm Khâu tóm tắt rằng hiện tại, trong số các hoàng tử ở Định Kinh, người nổi bật nhất chính là định vương Phó Tu Nghi. Mẫu phi của Phó Tu Nghi, Đồng Thục Phi, cũng trở thành người thân cận nhất của Văn Huệ Đế khi ông ta bệnh nặng. Khi Văn Huệ Đế bệnh nặng, người được sủng ái nhất chính là người thân cận nhất của ông ta, có người liền suy đoán, với tình thế hiện tại. Thái tử khó mà duy trì được vị trí của mình, và rất có thể văn huệ đế sẽ truyền ngôi cho định vương phó Tu Nghi. Vì vậy, một số đại thần đã phản chiến, ủng hộ Phó Tu Nghi. Bất kể nguyên nhân là gì, tình thế hiện tại cho thấy Phó Tu Nghi sắp trở thành chữ quân của Minh Tề. Phó Tu Nghi cũng bắt đầu đối phó với Thẩm Gia. Thẩm Gia đã bị Văn Huệ Đế thu lại binh quyền, nhưng Phó Tu Nghi lại giao cho Thẩm Tín một nhiệm vụ mới, để hai cha con dẫn dắt một đội quân hoàn toàn mới. Đây rõ ràng là một cái bẫy, Phó Tu Nghi đang cố tình đào hố cho Thẩm Gia. Thẩm Khâu trong thư viết rằng Thẩm gia hiện tại dựa vào lý do thẩm tín bệnh để tạm thời không tiếp nhận binh quyền, nhưng không biết kéo dài được bao lâu. Phó Tu Nghi không chỉ nhắm vào thẩm gia mà còn nhằm vào Phùng gia. Phùng gia và thẩm gia đang liên thủ, tự vệ tạm thời vẫn được, nhưng tình thế vẫn không mấy khả quan. Thẩm Diệu đọc xong thư, gấp lại, tỏ ra lo lắng. Tạ cảnh hành cùng nàng xem qua, thấy nàng lo lắng, liền hỏi, người rất lo lắng phó tu nghi bắt đầu đối phó thẩm gia thẩm diệu trầm giọng nói hắn vọt lên quá nhanh không tới một năm định kinh không còn ai có thể chống lại hắn chu vương và tĩnh vương trước kia lớn lối như vậy giờ đều suy sụp cùng với từ hiền phi ly vương cũng bị hắn thu phục thủ đoạn của hắn không đơn giản tuy đã biết phó tu nghi một đời trước sẽ trở thành minh tề hoàng đế nhưng tốc độ hiện tại của hắn vẫn khiến thẩm diệu lo lắng rằng mình có thể đánh giá thấp kẻ địch không có gì lạ tạ cảnh hành cười vì đoạt đích hắn đã chuẩn bị từ nhiều năm trước chu vương và tĩnh vương dù có ưu thế cũng chậm hơn hắn ly vương không có mẫu tộc ủng hộ không thể sánh bằng hắn nhưng tại sao hắn lại nhằm vào thẩm gia thẩm diệu nhíu mày theo lý thẩm gia đã mất binh quyền không còn uy hiếp hắn giống như lâm an hầu phủ hắn sẽ không phí thời gian vào việc vô nghĩa Đối phó thẩm gia lúc này cũng là thừa thái, tại sao? Tạ cảnh hành trầm ngâm chốc lát, nói, có lẽ vì ngươi. Ta, thẩm diệu ngạc nhiên. Ngươi gả tới đại lương, phó tu nghi nghi ngờ quan hệ của ta và ngươi, nghĩ rằng đại lương là chỗ dựa của thẩm gia. Hắn điều tra lâm an hầu phủ, biết được thân phận của ta. Có thể hiểu lầm thẩm gia đã nhờ vả đại lương hoặc có kế hoạch khác. Hắn dừng lại rồi nói tiếp. Phó tu nghi thủ đoạn tàn nhẫn, tính cách đa nghi, nếu cảm thấy không an toàn, hắn sẽ diệt trừ. Chỉ cần thẩm gia làm hắn không an tâm, hắn sẽ không để lại dư lực. Điều này ta hiểu, thẩm diệu ánh mắt lạnh lùng, kiếp trước, hắn cũng vì binh quyền của thẩm gia mà không ngừng đẩy đại phòng vào chỗ chết. Nhưng ngươi không cần lo lắng, tạ cảnh hành nắm lấy mặt nàng, ta đã sắp xếp người bảo vệ gia đình ngươi, không để bọn họ ở lại định kinh một cách nguy hiểm người đã sắp xếp người thẩm diệu hỏi sao không nói cho ta sớm hơn tạ cảnh hành nói việc này cần gì phải tranh công đó cũng là người nhà của ta không sắp xếp tốt sao ta có thể yên tâm để họ ở lại định kinh thẩm diệu nghe tạ cảnh hành nói người nhà của ta lòng cảm thấy ngọt ngào như mật ánh mắt cũng dẫn theo nụ cười nàng nói ta không ngờ phùng ra lại liên thủ với đại ca Lúc trước ta cố ý giúp đỡ Phùng An Ninh để tránh dẫm vào vết xe đổ kiếp trước, giờ lại có tình cảm như vậy, thật là may mắn. Ít nhất thì Phùng An Ninh sẽ không phải gả cho cái tên biểu ca thối giữa kia. Nhưng có một việc ta muốn nói với ngươi, Tạ Cảnh hành đột nhiên nghiêm mặt, "Phó tu nghi có liên hệ bí mật với hoàng đế Tần Quốc." Thẩm Diệu ngẩn ra, hỏi, "Muốn mượn binh sao?" Nàng nghĩ tới việc mình từng làm con tin tại Tần Quốc 5 năm, giờ phó tu nghi chưa cưới vợ lẽ nào hắn lại tìm người khác để cầm cố khả năng là đạt được một số thỏa thuận có thể cắt đất tạ cảnh hành nói thẩm diệu nhíu mày là để trợ giúp hắn đoạt đích sao mượn sức mạnh dị quốc sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy phó tu nghi không đến nỗi như vậy tạ cảnh hành trầm ngâm để đối phó đại lương thẩm diệu nhìn hắn họ muốn đối phó đại lương thật điên rồ Minh Tề và Tần Quốc liên thủ mạnh hơn trước, nhưng Đại Lương vẫn là một thế lực lớn, ít nhất cũng gây ra thiệt hại lớn cho cả hai bên. Tại sao lại khơi màu tranh chấp? Không ai muốn giữ cái đinh trong mắt, tạ cảnh hành cười, lũng nghiệp hiện đang hơi hỗn loạn vì lư và diệp ra, bọn họ có thể thừa dịp, không muốn bỏ qua cơ hội này. Thẩm Diệu ngẫm nghĩ cẩn thận lời của tạ cảnh hành, rồi nói, người nói không sai, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày đó nhưng khai chiến ngay lúc này lại không phải cơ hội tốt cho đại lương ngươi không cần lo lắng tạ cảnh hành xoa nhẹ đầu nàng những việc này để ta lo ta cũng là vương phi của duệ thân vương phủ đừng quên điều đó thầm diệu lườm hắn tỏ rõ sự bất mãn tạ cảnh hành dù bận vẫn ung dung cười từ hoàng hậu xuống làm vương phi không chê thiệt thòi sao đã đến mức này rồi nói gì cũng vô ích thẩm diệu hư một tiếng tạ cảnh hành còn định nói gì thêm thì hồi hương bên ngoài gõ cửa xin phép vào phòng hồi hương nhìn thẩm diệu lại nhìn tạ cảnh hành vẻ mặt lộ rõ sự băn khoăn người có chuyện gì muốn nói với ta sao thẩm diệu hỏi nếu có chuyện cứ nói thẳng không cần ngại tạ cảnh hành hồi hương nói trưa nay bùi công tử muốn ra ngoài đi dạo một chút chúng nô tỳ nghĩ rằng cao công tử đã nói việc này tốt cho sức khỏe của hắn, miễn là không đi xa. Nhưng hôm nay hắn ra ngoài rồi đến tối vẫn chưa trở về. Thẩm diệu nhíu mày, có chuyện gì không ổn rồi? Bùi lang không có võ công, nếu gặp nguy hiểm trên đường, hắn hoàn toàn không có khả năng tự bảo vệ. Chúng nô tỳ cũng lo lắng điều đó. Hồi hương nói, nhưng bát giác phát hiện một bức thư trên bàn trong phòng bùi công tử trong phòng cũng ít đi một số y phục và đồ dùng cá nhân. Chúng nô tỳ đoán rằng bùi công tử đã rời đi. Thẩm Diệu đang định mở thư nhưng lại ngừng tay. Tạ Cảnh Hành cũng có vẻ thay đổi sắc mặt. Hắn lúc rời đi có nói gì không? Thẩm Diệu hỏi hồi Hương. "Không, vẫn như thường ngày, còn nói hôm nay trời đẹp." Hồi Hương đáp. Thẩm Diệu ngẩn ra, Tạ Cảnh Hành nói, "Xem thư đi." Hắn định đứng dậy nhưng thầm diệu giữ lại tay áo. Người ở lại xem cùng ta. Thầm diệu nói. Hắn ngừng bước, suy nghĩ một chút, rồi ngồi lại, khóe môi vẫn hiện lên nụ cười. Mở thư ra, là nét chữ của Bùi Lang. Chữ viết thanh nhã, phong cách của một người học thức. Trong thư, Bùi Lang cảm ơn vợ chồng Thẩm Diệu đã giúp đỡ và tiếp đón hắn trong thời gian qua, xin lỗi vì đã gây phiền phức hắn hy vọng thẩm diệu sẽ giữ lời hứa, chăm sóc tốt cho Lưu Huỳnh. Bùi lang viết rằng việc theo thẩm diệu đến lũng nghiệp chỉ là kế tạm thời do hoàn cảnh ép buộc. Hiện tại, hắn muốn du lịch để mở mang kiến thức, vì vậy đã rời đi mà không từ biệt. Trong thư, hắn còn nhắc tới việc biết thẩm diệu vẫn đề phòng định vương phó tu nghi, nên đã để lại một số thông tin về phó tu nghi mà hắn biết, mong rằng sẽ giúp ích cho thẩm diệu. Thẩm diệu mở tờ giấy khác trong thư, thấy ghi chép chi tiết về các kế hoạch và tâm phúc của phó tu nghi, những người mà phó tu nghi muốn lôi kéo hoặc loại bỏ. Tạ Cảnh Hành ban đầu chỉ hững hờ nhìn qua, nhưng khi đọc đến phần sau, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Tại sao hắn lại biết nhiều như vậy? Tạ Cảnh Hành hỏi. Dù Bùi Lang từng là người tin cẩn của phó tu nghi, nhưng những thông tin này quá chi tiết, như thể hắn đã theo dõi phó tu nghi từ rất lâu. Ngón tay thầm rượu run rẩy, một số thông tin này rõ ràng là chuyện của nhiều năm sau. Hiện tại, Phó Tu Nghi còn chưa nhận ra những người này, nhưng tại sao Bùi Lang lại biết? Trừ khi Bùi Lang cũng có ký ức của kiếp trước, nên hiện tại đã biết trước những kế hoạch và người của Phó Tu Nghi. Khi nào Bùi Lang mới biết? Rõ ràng trước đây hắn không biết gì. Lẽ nào, Thẩm Diệu nhớ lại ngày sinh nhật của Tạ Cảnh Hành, khi nàng bị ám sát và mơ về kiếp trước, có thể nào Bùi Lang cũng trải qua điều gì tương tự? Thẩm Diệu hỏi hồi Hương, "Bùi tiên sinh gần đây có gì khác lạ không?" "Khác lạ sao?" Hồi Hương cẩn thận suy nghĩ, "Không có gì nhiều, chỉ là thường ngồi ngẩn người, không biết đang suy nghĩ gì." Nhưng Bùi công tử trước nay vốn yên lặng, nên chúng nô tỳ cũng không để ý nhiều. "Có lẽ chỉ là dưỡng thương." Thẩm Diệu không thể chắc chắn, rất muốn hỏi Bùi Lang có biết về kiếp trước không bùi lang là người ở bên cạnh phó tu nghi lâu nhất tự nhiên hiểu rõ phó tu nghi hơn ai hết nhưng khi muốn mở miệng nàng lại ngừng lại dù biết thì sao nếu bùi lang thật sự nhớ lại kiếp trước giống như thẩm diệu không thể đối mặt với bùi lang bùi lang cũng không thể đối mặt với nàng họ không phải kẻ thù định mệnh nhưng cũng không phải đồng bọn thân thiết có món nợ máu đã trả hết nhưng không thể làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra cũng không thể rõ ràng nói ra tạ cảnh hành thấy nàng thần sắc bất định liền hỏi có cần ta sai người bắt hắn trở về không thẩm diệu lấy lại tinh thần nói không cần hắn nếu đã quyết định cuộc sống của mình hãy để hắn đi gặp lại cũng như không gặp bùi lang rời đi như vậy có khi lại là tốt nhất nàng nắm chặt tờ giấy kia trong mắt lóe lên sự quyết tâm tạ cảnh hành thấy thế nói những gì viết trong này. Là thật, thẩm diệu nói, đưa cái này cho đại ca, chúng ta không ở định kinh, giữ nó lại không tiện. Giao cho đại ca và cha, họ sẽ biết làm gì. Có cái này, thẩm gia trí ít lại có thêm lợi thế. Nàng tiếp tục, chỉ là vật này quý trọng, muốn đưa về minh tề, nếu trên đường bị cướp thì. Để mặc vũ quân đi, tạ cảnh hành hững hờ nói, mặc vũ quân truyền tin bao năm, chưa từng bị ngăn chặn thẩm diệu an tâm hơn còn chưa kịp nói gì bức thư của bùi lang đã bị tạ cảnh hành rút đi tạ cảnh hành tiện tay ném nó sang một bên nói muộn rồi nghỉ ngơi thôi muộn gì mà muộn thẩm diệu ngạc nhiên mới đầu tối mà thôi nàng nói tiếp dù không cần tìm bùi tiên sinh về nhưng ít nhất phải đảm bảo hắn an toàn lần trước vô cớ chúng đau nếu lại bị ai đó theo dõi thì Lời còn chưa dứt, thẩm diệu đã bị tạ cảnh hành bế lên, đặt nàng xuống giường, nghiêng người áp sát, thâm trầm nói, người còn quan tâm bùi lang nữa thử xem. Thẩm diệu Trong cung Ngự hoa viên, hoa sen nở rộ, lá sen xanh biếc phủ kín mặt nước. Hiền đức hoàng hậu ngồi trong lương đình, tuy không có trăng nhưng sao sáng, gió mát phất qua, nước sóng lấp lánh, tạo nên một cảnh sắc tuyệt đẹp nàng cho người nấu trà nhài, uống một chén nhỏ mùa hè, cảm giác thật dễ chịu. Đào cô cô đứng sau lưng nàng, cười nói, năm nay hoa sen nở đẹp quá. Hiền đức hoàng hậu liếc mắt nhìn, cười nói, năm ngoái ta cho người thay đổi hạt giống, năm nay quả thật phồn thịnh hơn nhiều. Nàng lại nói, mùa hè này cũng mát mẻ. Đúng lúc đó, có người đi tới, dường như thấy hiển đức hoàng hậu, hơi ngừng lại rồi quay lại, hướng lương đình mà đến đến gần mới nhìn rõ người đó không ai khác chính là tĩnh phi so với ngày xưa tĩnh phi kiêu ngạo với trang phục màu đậm hôm nay nàng trông chật vật hơn nhiều gần đây tình hình của tĩnh phi không tốt nàng không còn tâm trí chăm sóc bản thân khuôn mặt luôn kiểu diễm nay hiện rõ vẻ mệt mỏi nhưng khi nhìn thấy hiền đức hoàng hậu vẻ mệt mỏi ấy lại chuyển thành thù hận nàng nói nhìn từ xa đã thấy người ngồi đây, ai ngờ là hoàng hậu nương nương. Hiền đức hoàng hậu không tỏ rõ ý kiến, cười nói, ta đang uống trà, tĩnh phi có muốn uống một chén. Tĩnh phi cười lạnh, nói, tỷ tỷ có tâm sự uống trà, muội muội thì không có tâm sự. Vĩnh lạc đế bắt đầu chèn ép lư ra, hậu cung tuy không hiểu việc triều đình, nhưng thái độ của hoàng đế cũng có thể thấy, Trước kia sủng ái nhất phi tử nay khóc lóc cầu xin cũng không lay động được đế vương, ý vị trong đó thật sâu xa. Tĩnh phi có hay không tâm tư bản cung không quản được. Hiền đức hoàng hậu cười, không nhanh không chậm tiếp tục châm trà, "Trà ở đây, muốn uống hay không tùy ngươi." Tĩnh phi tức giận run rẩy. Lư phu nhân tiến cung tìm nàng, nói Vĩnh Lạc đế đối với Lư gia ra tay, thái độ không chút tình cảm còn nói nàng đến lấy lòng vĩnh lạc đế, nhưng ngay cả thổi gối phong cũng không lay động được đế vương. Tĩnh Phi chưa từng thất bại như vậy, tiến cung dựa vào Lưu Gia thăng phi vị, nay Lưu Gia gặp nạn, nàng cũng gặp xui xẻo. Nhìn hiển đức hoàng hậu ngồi nhàn nhã uống trà, tĩnh Phi trong lòng tràn đầy phẫn uất. Nàng nghĩ, vĩnh lạc đế không yêu hiển đức hoàng hậu, nhưng nàng ta có thể dựa vào danh phận hoàng hậu mà được tôn trọng. Nếu không có hiển đức hoàng hậu, nàng trở thành hoàng hậu vĩnh lạc đế không dám khinh thường lư ra, nàng sẽ không đau đầu như bây giờ trong lòng tĩnh phi dâng lên một luồng oán độc thấy hiển đức hoàng hậu ngồi gần hồ gần một cầu thang dẫn xuống nước tĩnh phi không chút biến sắc tiến thêm vài bước nói tỷ tỷ nấu trà giỏi nhưng muội muội không thích uống trà nước trà cay đắng uống không thoải mái nấu để làm gì nói xong nàng giả vờ đau chân ngã về phía Hiền Đức Hoàng Hậu. Hiền Đức Hoàng Hậu ngồi gần hồ nước, tĩnh phi như vậy một ngã, Hiền Đức Hoàng Hậu tất sẽ rơi xuống nước. Hiền Đức Hoàng Hậu không ngốc, đã có phòng bị từ trước, thấy tĩnh phi ngã tới, nàng lui lại một bước, tránh xa tĩnh phi. Chỉ nghe phù phù một tiếng, bọt nước bắn tung. Tĩnh phi bên cạnh cung nữ kêu lên, ôi chao. 219. Loài rồng. Màn đêm yên tĩnh, Duệ thân vương phủ đã chìm vào giấc ngủ sâu, tất cả đều im lặng, đột nhiên có tiếng gọi khẩn cấp. Đó là thiết y có việc quan trọng cần báo cáo. Thường thì vào giờ này, thiết y sẽ không đến quấy rầy. Thẩm diệu đang ngủ say, cảm thấy tạ cảnh hành đứng dậy ra ngoài, chỉ một lát sau, nghe tiếng nói chuyện bên ngoài và tiếng mặc quần áo trong phòng. Nàng mở mắt, thấy tạ cảnh hành đang đứng trước bàn mặc quần áo, chuẩn bị ra ngoài vào lúc khuya khoát xảy ra chuyện gì sao nàng hỏi tạ cảnh hành nhìn thấy nàng tỉnh dậy nói trong cung có chuyện ta phải vào cung xem xét người ngủ trước đi không cần chờ ta nghe vậy thẩm diệu không khỏi lo lắng vì tạ cảnh hành phải ra ngoài vào giữa đêm thì chắc chắn chuyện rất nghiêm trọng lại là chuyện trong cung nàng hỏi là chuyện gì có nghiêm trọng không hoàng hậu đẩy lưu tĩnh xuống hồ Tạ Cảnh Hành vừa mặc áo ngoài vừa nói, cụ thể thế nào ta chưa rõ. Thẩm Diệu thở phào nhẹ nhõm, nửa đêm Tạ Cảnh Hành phải vào cung, nàng còn tưởng là có thích khách hoặc sự cố nghiêm trọng hơn. Nghe đến chuyện này thì đỡ lo hơn, nhưng nàng lại kinh ngạc, hoàng hậu làm sao có thể đẩy Tĩnh Phi xuống hồ? Hoàng hậu vốn không phải người dễ kích động, nói Tĩnh Phi đẩy hoàng hậu thì ta còn tin, nhưng hoàng hậu đẩy Tĩnh Phi thì ta không tin được người lưu gia hiện tại cũng ở trong cung. Tạ Cảnh Hành nói, họ thường hay lằng nhằng, ta phải đi xem sao. Thẩm Diệu vội vàng đứng dậy, ta cũng đi. Quá muộn rồi, Tạ Cảnh Hành không đồng ý, ngươi ngủ trước đi. Sẽ không có chuyện gì đâu. Thẩm Diệu lắc đầu, nếu đã khiến ngươi phải vào cung, chắc chắn không phải chuyện đơn giản, ta ngủ cũng không yên. Cùng ngươi vào cung cũng tốt, hiểu rõ sự tình biết đâu ta có thể giúp được. Tạ Cảnh Hành suy nghĩ một chút, nói: "Thôi, để ngươi ở lại ta cũng không yên tâm, đi thôi." Thẩm Diệu liền vội vàng thay y phục. Vì lúc này đã quá muộn, hạ nhân đều đang nghỉ ngơi, Tạ Cảnh Hành và Thẩm Diệu chỉ dẫn theo Thiết Y và Tòng Dương, cùng nhau lên xe ngựa chạy trên đường phố Lũng Nghiệp. Đường phố vắng lặng, không một bóng người. Tạ Cảnh Hành trầm ngâm, Thẩm Diệu cũng suy tư trong lòng nếu chỉ vì hoàng hậu đẩy tĩnh phi cũng không đến nỗi nửa đêm gọi tạ cảnh hành vào cung dù tĩnh phi có chết cũng chỉ là tranh chấp hậu cung không đáng làm lớn chuyện nhất là khi vĩnh lạc đế và lư gia gần như đã trở mặt sao có thể vì chuyện này mà làm lớn thẩm diệu đã từng chứng kiến những tranh giành trong cung minh tề tĩnh phi bị hoàng hậu đẩy xuống hồ chỉ là chuyện nhỏ cớ gì còn muốn tạ cảnh hành vào cung Nàng cảm thấy chuyện này không đơn giản. Thiết Y nói người trong cung cũng không rõ ràng lắm, nên cụ thể ra sao, không ai biết. Hai người đến cửa cung, gặp Đặng Công công bên cạnh Vĩnh Lạc đế. Vừa thấy Tạ Cảnh Hành, Đặng Công công liền vui vẻ, thấy Thẩm Diệu cũng tới thì sững sờ, nhưng không nói gì, chỉ cười. Thân vương điện hạ cuối cùng cũng tới, bệ hạ đang chờ ngài. Tạ Cảnh Hành để Đặng Công công dẫn đường, Thẩm Diệu theo sau hỏi, Đặng Công Công, Hoàng hậu nương nương có khỏe không? Hoàng hậu nương nương vô sự, đa tạ thân Vương Phi lo lắng. Đặng Công Công cười đáp. Thẩm Diệu cảm thấy ánh mắt Đặng Công Công có chút ý vị. Hoàng hậu vô sự, nhưng làm lớn chuyện, vậy thì người gặp chuyện là ai? Quả nhiên, Đặng Công Công nói, chỉ là tĩnh Phi nương nương vẫn chưa tỉnh lại. Tạ cảnh hành cười lạnh, lừa tĩnh lại đang dở trò gì? biểu hiện khá là căm tức. Đặng công công cười, không nói gì thêm. Thẩm diệu cảm thấy nụ cười kia đầy ẩn ý. Vào cung, đặng công công dẫn hai người thẳng đến tĩnh Hoa Cung, nơi ở của tĩnh Phi. Đã nửa đêm, tĩnh Hoa Cung vẫn đèn đuốc sáng trưng, cung nữ quỳ dạp dưới sảnh. Thẩm diệu nhìn thấy Vĩnh Lạc Đế và Hiền Đức Hoàng Hậu cũng ở đó. Hiền Đức Hoàng Hậu vẫn lạnh nhạt, trầm ổn, còn Vĩnh Lạc Đế thì mặt như băng xương. Thẩm Diệu và tạ cảnh hành tay trong tay bước vào, đạm công công thông báo, Vĩnh Lạc đế thấy Thẩm Diệu cũng tới thì hơi sững sờ. Hiền đức hoàng hậu đứng dậy, cười bước tới kéo tay Thẩm Diệu thân thiết nói: "Trước đây ngươi không khỏe, ta vốn định mời ngươi vào cung trò chuyện, ai ngờ công việc bận rộn như vậy. Không ngờ đêm nay ngươi lại đến." Thẩm Diệu cười nói: "Điện hạ vào cung, không biết có chuyện gì xảy ra, nên ta theo cùng đến đây." Hiền đức hoàng hậu hỏi nàng: Thân thể ngươi đã khá hơn chưa? Thẩm Diệu Đáp đã khỏi hẳn, đa tạ nương nương lo lắng. Hiền đức hoàng hậu mỉm cười, vậy thì ta cũng yên tâm. Tạ Cảnh Hành lúc này nhìn về phía Vĩnh Lạc đế, trầm giọng hỏi, "Hoàng huynh, đã xảy ra chuyện gì?" Mọi người đều biết rằng Hiền đức hoàng hậu không thể tự nhiên đẩy Tĩnh phi xuống hồ nước. Hiện tại Tĩnh phi vẫn chưa tỉnh, Vĩnh Lạc đế đã bắt đầu đối phó với lưu gia không cần bận tâm đến thể diện của họ. Sao lại có thể chịu tạ cảnh hành vào cung vì chuyện của tĩnh phi? Vĩnh lạc đế lạnh nhạt nói, lưu gia vừa tới đây. Đã tới, tạ cảnh hành nhướng mày, ta không thấy bóng dáng của người lưu gia khi vào cung. Người lưu gia luôn ỉ mình có công huân, làm càn khắp nơi. Bây giờ tĩnh phi rơi xuống nước, lưu gia đang chịu thiệt thòi từ tay vĩnh lạc đế. Tất nhiên họ sẽ nhân cơ hội này để gây rối ít nhất cũng phải đổ lỗi cho Hiền đức hoàng hậu. Hiện tại không thấy bóng dáng của Lư gia, chẳng lẽ họ đã làm loạn trên đường tới đây? Họ không sợ Tĩnh phi gặp nguy hiểm. Hiền đức hoàng hậu nói, không có sợ hãi thôi. Thẩm Diệu hơi động lòng, không sợ hãi, ý là gì? Đúng lúc đó, thái y từ phòng ngủ bước ra. Hắn đến trước mặt Vĩnh Lạc đế, thi lễ rồi nói, bẩm bệ hạ, Tĩnh phi nương nương bị rơi xuống nước nên bị lạnh. May mắn thân thể khỏe mạnh, trong bụng long tử vẫn an toàn, uống vài thang thuốc, dưỡng thêm một thời gian, chắc chắn mẹ con đều bình an. Tĩnh Phi mang thai, Thẩm Diệu và Tạ Cảnh Hành đồng thời ngẩn người, Thẩm Diệu nhìn về phía Hiển Đức Hoàng hậu, thấy nàng mỉm cười bình thản như thường lệ, chỉ là nụ cười đó mang chút châm biếm. Vĩnh Lạc đế thì ánh mắt lạnh lùng, mặt đăm chiêu, không hề có vẻ vui mừng. Trong phòng Tĩnh Phi bắt đầu nũng nịu gọi bệ hạ thần thiếp muốn gặp bệ hạ. Tạ cảnh hành nhìn Vĩnh Lạc Đế như thể cười mà không cười. Vĩnh Lạc Đế quay đầu nhìn Hiền Đức Hoàng Hậu. Hiền Đức Hoàng Hậu khẽ mỉm cười. Bệ hạ nên đi thăm Tĩnh Phi. Hài tử tóm lại là vô tội. Rồi nàng quay sang tạ cảnh hành. Hoàng thượng muốn nói chuyện với ngươi. Ngươi ở đây chờ một lát. Sau đó nàng nói với thẩm diệu. Rằn vặt lâu như vậy. Ta cũng phải về đổi y phục thân vương phi hãy cùng ta đến vị ương cung nơi đó vừa vặn có trà nóng hiền đức hoàng hậu đoan trang không lộ vẻ bất thường nhưng chính sự bình thản của nàng khiến người khác cảm thấy khó chịu thẩm diệu thấy làn váy của hiền đức hoàng hậu ướt đẫm nghĩ chắc nàng và tĩnh phi đều ở bên hồ khi tĩnh phi rơi xuống nước hiền đức hoàng hậu cũng bị ướt chắc vì lo lắng cho lưu tĩnh nên nàng chưa kịp thay đồ thẩm diệu gật đầu được rồi Vĩnh Lạc đế nhìn chằm chằm Hiền đức hoàng hậu không nói lời nào. Tiếng kêu của Tĩnh phi ngày càng yếu ớt, Hiền đức hoàng hậu nói: "Bệ hạ vẫn nên vào thăm Tĩnh phi, giờ người mệt mỏi không phải là Tĩnh phi, mà là hài tử trong bụng nàng." Dứt lời, nàng không để ý đến vẻ mặt của Vĩnh Lạc đế, kéo thầm rượu đi. Ra khỏi Tĩnh Hoa cung, không khí bên ngoài dường như nhẹ nhàng hơn. Lũng nghiệp mùa hè đã sắp qua, chẳng bao lâu nữa khí trời sẽ dần chuyển lạnh mùa thu đang đến gần. Hiện tại hoa nở rộ, chỉ vài ngày nữa sẽ tàn úa, càng thêm vắng vẻ. Thẩm Diệu cúi đầu, suy nghĩ về bầu không khí kỳ lạ giữa Vĩnh Lạc Đế và Hiển Đức Hoàng hậu lúc nãy. Nàng cảm thấy Hiển Đức Hoàng hậu có chút uể oải, thậm chí có phần đối trọi gay gắt với Vĩnh Lạc Đế, có lẽ là vì hài tử của Tĩnh Phi. Đúng rồi, Hiền Đức Hoàng hậu không có hài tử. Từ lần đầu vào cung, Thẩm Diệu đã nhận ra điều này. Vĩnh Lạc Đế bây giờ chính trực tráng niên, nhưng không có dòng dõi. Triều đình mặc dù có lực lượng của Lưu Diệp hai nhà, ngoài ra còn sức mạnh tiên hoàng để lại, nhưng không có dòng dõi là một yếu tố quan trọng. Một đế vương không có dòng dõi, thật khó để giữ vững ngai vàng. Nhưng hiện tại tĩnh phi lại mang thai. Nếu sinh nhi tử, chẳng lẽ lại lập thành chữ quân tương lai? Giang Sơn này cuối cùng chẳng phải vẫn rơi vào tay Lưu Gia, ngoại thích chuyên quyền điều mà vĩnh lạc đế tối kỵ. Hiền đức hoàng hậu không vui, không chỉ vì ngôi vị hoàng hậu, mà còn vì lòng ghen tị của một người phụ nữ. Người ngoài cuộc luôn thấy rõ hơn. Thẩm diệu cũng như vậy, hiền đức hoàng hậu nhìn vĩnh lạc đế giống như nàng từng nhìn phó tu nghi. Yêu tha thiết phu quân, cuối cùng lại thấy nữ nhân khác mang hài tử của phu quân, dù trầm ổn như hiền đức hoàng hậu, trong lòng chắc chắn cũng không thoải mái dù sao nàng cũng chỉ là một nữ nhân. Thân vương phi, hiền đức hoàng hậu gọi. Thẩm diệu tỉnh lại, thấy hiền đức hoàng hậu đang nhìn nàng, cười khoan dung. Người nghĩ gì mà xuất thần, ta nói chuyện người cũng không nghe. Thẩm diệu vội xin lỗi, thật có lỗi với nương nương. Không sao, hiền đức hoàng hậu cười nhẹ, muộn như vậy, người mệt mỏi là tự nhiên, không nên tự trách. Thẩm diệu đi tiếp, không nhịn được hỏi, nương nương thần phụ muốn hỏi ngài một chuyện xin hỏi tĩnh phi nương nương có thật là do ngài đẩy xuống nước không hiền đức hoàng hậu dừng lại một chút rồi mỉm cười thân vương phi nghĩ sao hoàng hậu nương nương tất nhiên không làm vậy tĩnh phi đã vào cung lâu ngài và nàng tương an vô sự nhiều năm không đáng tại thời điểm này mà đối phó nàng thẩm diệu nói vì thế thần phụ rất kỳ quái Nương nương vì sao lại nhận cái tội danh này?" Hiền Đức Hoàng hậu dừng bước, nhìn Thẩm Diệu và mỉm cười nói, "Ngươi quả thực rất tin tưởng bản cung. Kỳ thực cũng thật kỳ lạ, lần đầu tiên gặp ngươi, bản cung đã cảm thấy ngươi và bản cung có nhiều điểm giống nhau, chỉ là tính cách của ngươi mạnh mẽ hơn nhiều, có lẽ vì phụ thân ngươi là võ tướng. Bản cung đã nghe nhiều chuyện về ngươi, ngươi rất có thủ đoạn và tâm cơ, nhưng lại mang khí phách của một gia đình võ tướng." thẳng thắn và quyết đoán. Bản cung không được như vậy, văn thần thường chú trọng vòng vo, bản cung muốn làm gì đều phải mềm mỏng, quấn quyết đến cùng, vì vậy ngươi và bản cung cuối cùng vẫn khác nhau. Thầm diệu trầm mặc, hiền đức hoàng hậu lại cười nói, bản cung thực sự không cần phải đẩy nàng vào bể nước. Đạo lý này hoàng thượng hiểu, người lưu gia cũng hiểu, chỉ có lưu tĩnh không hiểu mà thôi. Còn về cái tội danh này, có nhận hay không cũng không đáng kể, hãm hại một người là để lừa dối người trong thiên hạ, nhưng lời nói dối này vừa tới Lũng Nghiệp không lâu ngươi cũng biết, huống chi là quan chức trong triều đình. Thẩm Diệu hỏi, lẽ nào nương nương không định giải thích sao? Bản cung không cần giải thích, cũng không thèm giải thích. Tĩnh Phi muốn nghĩ sao thì nghĩ, bản cung không để trong lòng. Hiền đức hoàng hậu lạnh nhạt nói. Thẩm Diệu nghĩ thầm, chính điều này khiến nàng và hiền đức hoàng hậu hoàn toàn khác nhau nếu là nàng không phải tội danh của mình nàng sẽ không bao giờ nhận hiền đức hoàng hậu như một vũng nước bao dung và trầm tĩnh khiến người khác cảm thấy mình nhỏ bé trước nàng vừa nói bất chi bất giác vị ương cung đã hiện ra trước mắt đào cô cô đang chờ ở cửa thấy các nàng trở về vội vàng tiến lên nương nương có khỏe không tĩnh phi nương nương có sao không Tĩnh Phi rơi xuống nước, Hiển Đức Hoàng hậu đã để Đào Cô Cô về trước. Đào Cô Cô vẫn lo lắng, khăng khăng chờ đến khi Hiển Đức Hoàng hậu trở về mới yên tâm. Hiển Đức Hoàng hậu không trả lời Đào Cô Cô, chỉ cười nói, vô sự, bản cung cần đổi một bộ y phục. Đào Cô Cô, người trước tiên dẫn thân Vương Phi vào thính bên trong ngồi một lát, châm trà nóng cho nàng. Dứt lời liền tiến vào thay đồ. Đào Cô Cô dẫn thẩm diệu vào thính trà nóng vừa vặn được châm đào cô cô rót trà cho thẩm diệu không nhịn được hỏi thân vương phi tĩnh phi nương nương rốt cuộc xảy ra chuyện gì có gì đáng lo không sao mà lâu như vậy thẩm diệu nghĩ một chút rồi nói tĩnh phi vô sự hài tử trong bụng cũng an toàn đào cô cô sững sờ suýt nữa đổ nước trà rồi vội vàng dừng lại sắc mặt trở nên trắng bệch thẩm diệu thấy vậy hỏi trước đây các ngươi không biết tĩnh phi mang thai sao? Đào cô cô miễn cưỡng cười, thân vương phi nói đùa, làm sao chúng ta biết được chuyện này? Nếu biết, thẩm diệu không quên ánh mắt phẫn nộ của đào cô cô, nghĩ thầm nếu biết thì sao? Có phải sẽ tìm cách bóp chết hài tử trong bụng, giống như hậu cung thường làm không? Đúng lúc đó, hiển đức hoàng hậu từ trong phòng đi ra. Nàng đã thay bộ y phục xanh nhạt, trên áo như có như không thêu phong lan. Bỏ đi bộ chiều phục, hiển đức hoàng hậu trông thanh thoát và nhẹ nhàng hơn nhiều. Thẩm diệu nhìn kỹ, cảm thấy hiển đức hoàng hậu thật sự thanh đạm, nhẹ nhàng như mây gió, có nét giống bùi lang nhưng thanh thoát hơn. Nàng ngồi xuống bên cạnh thẩm diệu, cầm chén trà và nói, ban đêm mệt mỏi, có chén trà này thật ấm áp. Đào cô cô đột nhiên quỳ xuống nói, nương nương, Ngài bây giờ còn có tâm sự uống trà sao? Hiền đức hoàng hậu ngẩn ra, nói, làm gì vậy đâu? Ngữ khí có nhàn nhạt nghiêm khắc. Đào cô cô không bị lay động, vẫn quỳ, có phần bi phẫn, nói, Tĩnh phi nương nương mang thai, nàng còn muốn hãm hại ngài. Ngài này cũng phải nhịn xuống, đời này muốn nhẫn đến khi nào? Lời này có chút quá phận, không hợp với thân phận hạ nhân. Trong phòng vốn đang tốt bầu không khí chợt lạnh xuống. Thẩm Diệu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, bưng trà không nói gì. Hiền Đức hoàng hậu nói, Thu Thủy, ngươi theo bản cung nhiều năm, bản cung xem ngươi như người thân, nhưng ngươi thực sự quá vượt quy củ. Đào cô cô không chịu đứng lên. Một lát sau, Hiền Đức hoàng hậu thở dài, thôi. Lư Tĩnh không biết mình mang thai, tính tình của nàng bản cung rất rõ ràng, nếu mang thai nàng quyết không dám mạo hiểm hài tử để hãm hại bản cung nàng sẽ bảo vệ hài tử kỹ càng không để xảy ra sai sót nào nhưng bây giờ tĩnh phi nương nương mang thai là sự thật đào cô cô ngẩng đầu nương nương cũng phải vì mình mà cân nhắc thẩm diệu rốt cuộc không trầm mặc nữa nàng nói đào cô cô nói không sai chuyện của tĩnh phi nương nương cần suy nghĩ kỹ không chỉ vì hoàng hậu nương nương mà vì thế cục của lư gia vì bệ hạ nương nương không thể không mang đến hiền đức hoàng hậu kinh ngạc nhìn nàng tựa hồ không nghĩ rằng thẩm diệu sẽ nói chuyện vào lúc này nhưng nhanh chóng lại thoải mái nở nụ cười xem ra cảnh hành nói với ngươi rất nhiều đứng lên đi thu thủy hiền đức hoàng hậu nói với đào cô cô bản cung không muốn nói lần thứ hai giọng nói mang tính ra lệnh đào cô cô do dự một chút cuối cùng đứng lên hiền đức hoàng hậu nhìn thầm diệu, thật ngại, thu thủy là người thân cận của bản cung, toàn tâm toàn ý vì bản cung mà suy nghĩ, nên nói chuyện có chút cuống. Nhưng tâm ý là tốt. Nàng thở dài, kỳ thực bản cung trước đây vẫn nghĩ lư tĩnh là kẻ ngu xuẩn, bản cung không thèm tranh chấp với nàng. Bây giờ xem ra là bản cung có mắt không tròng, lư tĩnh vẫn còn chút bản lĩnh, dám tránh tử canh, mang thai hài tử của hoàng thượng. Tránh tử canh, Thẩm Diệu trong lòng hơi động. Hiền Đức hoàng hậu như thế đem bí mật trong cung nói cho nàng, trên thực tế biết càng nhiều thường là càng nguy hiểm. Những ai biết âm mưu trong cung đều không có kết cục tốt, nhưng không hiểu sao Thẩm Diệu lại cảm thấy Hiền Đức hoàng hậu nói cho nàng chỉ vì muốn nói, không có ý định làm hại nàng vì biết quá nhiều. Người thông minh nên cũng hiểu được hoàng thượng không có dòng dõi trong cung, không phải do các phi tần hay chính bản thân hoàng thượng mà là họ đều phải uống tránh tử canh. Lưu tĩnh trước kia cũng uống, nhưng không biết vì sao, nàng dùng cách gì mà dĩ nhiên mang thai, có lẽ là trường hợp đầu tiên trong cung. Nói đến đây, Hiền Đức Hoàng hậu nghĩ đến điều gì đó, cười nói, có lẽ không phải đầu tiên, bản cung từng có một đứa bé, nhưng sẩy thai. Đào cô cô nghe vậy, vành mắt đỏ lên, thẩm rượu tay run lên, bưng chén trà mà không nói gì hoàng thượng thường nghĩ ngươi không được vì hắn cho rằng cảnh hành là tốt nhất nên những cô nương khác dù là thiên tiên cũng không đáng nhắc tới lúc cảnh hành muốn cưới một cô nương minh tề hoàng thượng đã điều tra rất nhiều về ngươi nghe xong liền nói ngươi tâm địa ác độc hiền đức hoàng hậu đột nhiên truyền chủ đề nhìn thẩm diệu và nói nhưng nhìn ngươi bây giờ bản cung cảm thấy ngươi rất hiền lành thẩm diệu không hiểu chỉ nghe hiền đức hoàng hậu tiếp tục Ngươi rõ ràng muốn hỏi về hài tử của bản cung, nhưng sợ làm bản cung đau lòng nên không hỏi. Thẩm Diệu nhẹ giọng nói, "Thần phụ không dám." người thật thẳng thắn, cảnh hành chọn đúng người thú vị, bản cung càng thêm yêu thích ngươi." Hiền đức hoàng hậu cười nói, "Sự tình đã qua lâu rồi, bản cung cũng đã nguôi ngoai." Lúc bản cung mang thai, đưa Tĩnh bỏ hàn tính dược thảo vào điểm tâm của bản cung. Chỉ một chút thôi, hài tử của bản cung không còn. Khi đó Lưu Tĩnh vừa vào cung, được sủng ái, Lưu Gia lại mạnh, Hoàng thượng chỉ có thể xử nhẹ. Bản cung cảm thấy mình và hài tử không có duyên phận, nên cũng đành chịu. Chỉ nghe thôi, Thẩm Diệu cũng cảm nhận được nỗi đau xé lòng. Trong hậu cung minh tề, Tần Phi vì tranh sủng mà đấu đá, hậu cung là chiến trường của nữ nhân, và nữ nhân tàn nhẫn còn đáng sợ hơn nam nhân không ít hài tử của Tần Phi trở thành vật hy sinh, mà dù ác Tần Phi cũng không thể không tuyệt vọng khi mất đi hài tử. Hiền Đức Hoàng hậu trước mặt, có phải cũng từng trải qua thời khắc tuyệt vọng ấy? Vết sẹo có thể lành nhưng nỗi đau thì chỉ tự mình biết. Điều ghê tởm nhất là, thậm chí không thể báo thù cho hài tử. Tại sao? Người không cần trách Hoàng thượng, cũng đừng nghĩ bản cung đáng thương. Bản cung thực sự rất đáng thương, nhưng bản cung cũng là kẻ ác. Hiền Đức Hoàng hậu nói, sau khi bản cung xảy thai, không thể sinh con nữa. Hoàng thượng liền để hậu cung nữ nhân cũng không thể sinh con. Bản cung không được, mọi người cũng không được. Thẩm diệu choáng váng, vì Hiền Đức Hoàng hậu không thể sinh con, Vĩnh Lạc Đế đã để tất cả nữ nhân trong cung cũng không thể sinh con sao? Thẩm diệu nghĩ, Vĩnh Lạc Đế phải rất yêu Hiền Đức Hoàng hậu, nhưng nếu yêu, sao lại để hiền đức hoàng hậu chịu oan ức lớn như vậy? Nếu vĩnh lạc đế yêu, hắn sẽ muốn giết thủ phạm, chứ sao lại để nàng làm sùng phi? Hiền đức hoàng hậu thấy thẩm diệu choáng váng, đột nhiên cười, ngươi đúng là tin thật. Hoàng thượng làm sao vì bản cung mà từ bỏ dòng dõi? Cảnh hành may mắn, nhưng hoàng thượng thì không, hắn là hoàng thượng mà. Ý trong lời nói này nhưng rất nhiều, thẩm diệu không biết nói gì tiếp. Người nói đúng, tương lai cũng nên tính toán. Hài tử của Lưu Tĩnh tạm thời bảo đảm mạng sống của nàng, nhưng Lưu Gia thì không có may mắn như vậy. Hiền Đức Hoàng hậu khẽ mỉm cười, nụ cười chợt sắc bén. Hài tử không thể lưu. Tạ cảnh hành ánh mắt lạnh nhạt, quay về trước mặt đế vương nói. Chậm biết không thể lưu, nếu có thể, chậm muốn hiện tại cho nàng chút một bát thuốc. Vĩnh lạc đế lãnh mạc mở miệng, như muốn rót thuốc không phải cho con trai hắn mà là cho người khác. Vậy sao ngươi không rót? Tạ cảnh hành hỏi sắc bén. Tình trinh không cho. Vĩnh lạc đế nói. Tình trinh là khuê danh của hiển đức hoàng hậu. Danh tự này đã lâu không từ miệng vĩnh lạc đế nói ra. Một lát sau, tạ cảnh hành mới chào phúng cười. Hoàng tẩu luôn luôn nhẹ dạ, có lẽ vì đau xót hài tử của mình. Tạ uyên lời này như chạm đến nỗi đau của vĩnh lạc đế, hắn giận dữ. Nhưng đổi lại chỉ là nụ cười hững hờ của tạ cảnh hành, vậy hiện tại phải làm sao? Lưu tĩnh ta không quan tâm, hài tử của nàng ta cũng không muốn biết, lưu gia đã đến, tưởng hài tử là bùa hộ mệnh, sao không tặng bọn họ một đại lễ? Không có dòng dõi hoàng đế, đột nhiên có duy nhất dòng dõi, hài tử này là cỏ cứu mạng, chữ quân vị trí rơi vào hải tử trong bụng tĩnh phi. Lưu ra người đến, không tranh chấp, rời đi nhanh chóng, vì nghĩ hiển đức hoàng hậu vị trí không còn, thương hại không kịp, làm sao không tha thứ, coi như nhân từ. Nhưng sự thật đâu? Từ xưa tới nay có bốn chữ, thế sự khó liệu. Lư gia quên mất, chúng ta đều họ tạ, giữ lại tạ gia huyết. Vĩnh lạc đế hờ hững nói, người tạ gia đều vô tình phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn